Nó cao cover cho đồng đội thì rất là dễ luôn đó. Lên đây cover thì sướng thôi rồi luôn. Lên trên đây được rồi đó thì địch nó sẽ không bao giờ nó ngờ tới là mình ở trên đây đâu. Mình chúc các bạn có thể lên game huyền thoại thật là nhanh nha. Hello mọi người nha, xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Gà Nguyễn Gà Minh của mình nha. Và đầu tiên thì mình xin chúc mọi người có một ngày học tập cũng như là làm việc thật là vui vẻ luôn nha. Và clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 cái góc bắn mà khi các bạn leo game tiểu chiến thì nó sẽ rất là dễ dàng luôn. Khi các bạn biết 5 góc bắn này thì các bạn sẽ leo gank cực kỳ dễ dàng luôn. Ok, thì góc bắn đầu tiên thì mình sẽ leo lên cái nhà này nha anh em. Mình sẽ leo lên cái nóc nhà này luôn, nhưng mà trước tiên thì mình xem có cái đường nào mà lên nó an toàn hơn không, chứ leo cái đường kia thì nó hơi nguy hiểm tí xíu. Anh em đợi mình xem ngoài tiên tí nha. Ở trong đây không có chỗ nào để leo lên hết anh em à. Thôi mình phải đi đường ngoài đây thôi, anh em sẽ nhảy ra ngoài cái nhà này nha. Đó, xong anh em nhảy lên cái nóc nhà này luôn. Đấy, nhảy qua đây. Nhưng mà khi mà các bạn nhảy thì các bạn nhớ chú ý ở sau lưng nha, bởi vì sau lưng nhiều khi nó cũng bắn tới mình đó. Lâu lâu mình nhảy lên cũng bị nó bắn đó, cho nên là các bạn núp ở trong nhà các bạn chú ý quan sát coi có ai sau lưng không cái đã. Thì các bạn hãy nhảy ra. Nhưng mà lên tới đây rồi thì bắn nó quá là ok luôn á anh em. Tôi đã bắn rất là nhiều trận rồi cho nên tôi mới hướng dẫn cho anh em đó, thật sự là không phải là bắn một trận đâu nha, mình đã bắn mình thấy nó áp dụng ok mình mới hướng dẫn cho anh em đấy. Đứng trên đây thì nó bắn mình không có được đâu, nhưng mà mình bắn nó thì quá là phê luôn á. Đây nè, đó, nấp rồi anh em ơi. Nếu như anh em chơi, anh em cứ thử mà ra đây bắn một lần đi, anh em sẽ biết nha. Đấy, thanh niên kìa, thanh niên đặt bông keo bắn mình nữa chứ. Nếu như mà anh em xem mà anh em áp dụng được thì anh em nhớ là quay lại đây đăng ký kênh và cho mình xin một bình luận để mình biết được là anh em áp dụng được nha. Rồi, cái này thì bo nó cũng thu sắp tới rồi, chắc là mình phải đi lòn lòn xuống dưới để không thôi là bo nó thu vô là nhảy xuống không có được. Đấy, anh em canh bo nha. Canh bo gần tới thì anh em nhảy xuống nha. Ê, có thanh niên đang leo lên đỉnh công mình ư. Công này không, thanh niên công nè, một em nè. Chú Đinh Đô bật ra rồi, hai em nè, ba em nè. Ủa xanh, anh em thấy chưa? Nhân vật Chú Đinh Đô nó rất là mạnh luôn. Mà không hiểu sao quá, có nhiều bạn trẻ trâu cứ vô nói mình là nhân vật Chú Đinh Đô cù bắp. Rồi OB này mà còn xài Chú Đinh Đô, mình cũng không có hiểu lắm. Và đây là cái góc bắn thứ hai ở chỗ làng thông nha anh em. Mình sẽ hướng dẫn anh em. Anh em lên cái nhà L này nè, anh em bắn là auto lên gank luôn. Lên đây trên nóc có cái cục kia để nó che đạn của mình, nó sướng lắm anh em. Em cứ đi theo mình nha. Đây, lên này có bánh xe nhảy lên nè. Đó, mình thấy có một thanh niên ở dưới đang chạy tới và thanh niên sẽ lên dĩa với mình ngay thôi. Đấy, ở đây có cái cục này núp né sát thương rất là ok luôn. Và khi các bạn bắn thì các bạn chỉ việc nhích người ra tí xíu đứng lên rồi bắn thôi. Bắn xong rồi anh em núp xuống đây là bắn ok liền. Đấy, anh em nào mà xem tới đây mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để ủng hộ mình nha. Ê, từ từ, thấy thanh niên nữa rồi. Thanh niên nè, đó. Núp ở đây bắn mình thấy là rất là ok luôn đó anh em. Anh em hãy thử nha. Khi gặp mấy cái map làng thông này thì anh em cứ việc mà lại lên đây núp bắn thử nha. Nếu như mà thấy hay thì quay trở lại đây cho mình xin một like nha. Mình nghe tiếng chân thì mình thấy có một người đang ở dưới cái nhà lợn này nè anh em à. Đây nè, nó thanh niên đứng đó kìa. Đấy, đứng đó nè, ok chưa. Mình sẽ làm cho anh em thêm một cái map này nữa nha, để chứng minh là cái chỗ nhà này nó bắn thật sự là rất là phê luôn. Nếu như mà anh em ở cái map đối diện của nó nè, anh em cũng phải chạy lên đó luôn. Nói chung là khi mà anh em chiếm được cái nhà lò đó thì anh em sẽ có rất là nhiều cái góc bắn, cũng như là các bạn sẽ núp né sát thương được rất là dễ luôn. Cho nên mình khuyên anh em là chiếm được cái nhà lò đó là ok hơn á. Lấy cái súng tầm xa bắn cho nó nhiều sát thương lên nha. Và anh em yên tâm thì cái map này á, thì mình cũng sẽ tính chung cái map kia thôi, cho nên là mới có hướng dẫn có hai cái góc bắn thôi đó anh em. Chỉ mới hướng dẫn anh em hai cái góc bắn thôi nha, còn ba cái góc bắn nữa anh em hãy cùng xem tiếp hết video để biết được ba cái góc bắn kia nữa nha. Cam kết với anh em là ba cái góc bắn kia nó còn ok hơn mấy cái góc bắn này nữa đó. Sở dĩ mà mình làm thêm một cái bên này nữa là tại vì mình muốn cho anh em biết là cái chỗ này nó bắn thực sự là nó bắn rất là ngon luôn. Nếu như mà có thể thì anh em cứ lên đây mà bắn nha. Ở đây cover cho đồng đội là cũng rất là dễ luôn á. Thường thường mình lên mấy cái chỗ này là mấy thằng mình nó nhảy trên nóc nhà nó bắn bồn mình đó, mình bắn nó rách quần hoài luôn. Đây 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 nè, thanh niên nè, đó. Đây cover thì nói là không còn gì mà để mà phải bàn cãi nữa. Trên mấy cái nóc nhà kia thì nó rất là trống trải luôn, cho nên là anh em bắn nó sẽ không được như ý đâu. Nhiều hướng nó sẽ bắn được anh em á, cho nên là anh em nên ở chỗ này đi. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ qua cái góc bắn kế tiếp nha anh em ơi. Ok anh em, và đây là cái góc bắn ở vườn hoa anh đào nha. Vườn hoa anh đào thì mình sẽ leo lên một cái nóc nhà. Và để biết cái nóc nhà nào thì anh em hãy đi theo mình. Đây, qua cái nhà bên đây này, đó nhà này nè anh em. Cần leo lên đây thì anh em phải cần hai cái trái bom keo nha. Cái trái đầu tiên thì anh em đặt, anh em canh cho nó ở giữa giữa.
cái trái nào cũng vậy hết. Đặt ở giữa trái bơm keo á, đấy, đặt ở giữa phần giữa trái bơm keo là mình có thể nhảy lên được á, canh ở giữa giữa là được. Nói chung á thì mình thích cái xài bơm keo này, bởi vì bơm keo này nó dễ nhảy lên á. Anh em có bơm keo này anh em cứ xài bơm keo giống mình nha, anh em cứ bật nhắm xong anh em nhảy lên là ok. Đó, nhảy lên đây thì nó cao cover cho đồng đội rất là dễ luôn đó. Lên đây cover thì sướng thôi rồi luôn. Đây, hình như là đồng đội mình đang bắn bên kia, mình sẽ bắn nhắm thử. Đấy, bật tâm lên luôn. Không thấy ai nhưng mà nhắm cái nó nổi tâm đỏ lên là quất thôi. Đấy, ok. Và mình sẽ chuyển cho anh em tới cái góc bắn kế tiếp nha. Đây là cái góc bắn thứ tư rồi đúng không? Đúng rồi. Góc bắn thứ tư ở cái đảo quân sự nè anh em ơi. Thì đảo quân sự này thì nó khác với đảo quân sự kia nha. Đó, anh em nhảy lên đây. Đảo quân sự kia trên đây cover thì nó rất là chán, nhưng mà đảo quân sự này thì nó đã cao hơn rồi nè anh em. Và nó xéo xéo á, mình bắn rất là dễ luôn. Đấy, đứng đây nè. Mình ngồi xuống thì cái này nó xéo lên á thì mình nó che sát thương cho mình. Cover ok luôn. Ê, đây thanh niên. Đó. Ngon chưa? Đứng chỗ này thì khi mà các bạn cover giết được khoảng 2-3 người địch á thì các bạn nhảy xuống, các bạn đi chung với team nha. Thì là lụm một sao dễ dàng luôn. Cái gì nó cũng phải có cái chiến thuật của nó anh em ơi. Nhưng mà trận này tôi làm clip cho nên tôi sẽ ngồi ở đây tôi cover tới cuối trận luôn nha anh em. Đó, tôi ở đây tôi bắn hoài luôn, coi có thanh niên nào lú đầu ra là tôi dứt cái trên đây liền. Bởi vì tôi là vai trò cover tầm xa mà đúng không? Đấy, cover hồi bầu chết thằng rồi đó, còn có 3 thằng cover best cover luôn. Nhưng mà thật sự là chỗ này bắn mình cũng thấy là ok thiệt đó anh em. Nếu như anh em có thể thì anh em chơi gặp cái map này anh em cứ lên đây anh em bắn thử nha. Mình nhớ mua cái súng trường nha, bởi vì cái súng mà B5 xa quá thì bắn nó cũng hơi yếu á. Mua AK bắn cho nó sướng. Rồi thì đây thanh niên chạy qua kìa. Bắn trúng viên là ba mấy máu luôn cho nên là nó cover phê lắm anh em. Chạy đâu, thế nào cũng chạy lên đây à. Chạy lên, chạy nè. Đậu xanh nó. Rồi ok, bo thu tới luôn rồi mình sẽ đi xuống nha. Bo thu cũng tới bờ kế bên rồi và team mình cũng rất là hay đã giết được hết rồi, còn có một người cuối cùng. Thanh niên cuối cùng ở đâu mình xử nốt luôn rồi, ok thắng luôn rồi. Giờ mình sẽ qua cái góc bắn cuối cùng nha anh em ơi. Góc bắn cuối cùng này cũng khá là hay luôn. Ở cái map cuối cùng này thì anh em đi theo mình nha. Anh em sẽ nhảy lên trên cao trên đây nè. Mà mình tin là chưa có ai chỉ anh em đâu. Đó. Đầu tiên thì anh em sẽ đặt trái bơm keo ở đây nha. Đấy. Kế tiếp là anh em canh cho nó giữa trái bơm keo á. Con mắm này đi chỗ khác coi. Canh ở giữa bơm keo á. Đó. Ở đây luôn, canh giữa trái bơm keo luôn. Cứ giữa bơm keo là nhảy lên được. Bơm keo này thôi nha anh em, còn cái bơm keo khác mình không biết nha. Nhiều cái bơm keo nó cao hơn á. Ê thanh niên, đậu xanh thanh niên đâu ở đây vậy? Tornado cho mình liền bắn nè, nó ok, nhảy tiếp. Khi nhảy là anh em nhớ là bật nhắm lên nha cho nó dễ nhảy nha. Mình nhảy lên trên đây được rồi á thì địch nó sẽ không bao giờ nó ngờ tới là mình ở trên đây đâu. Không có đường nào để mà lên đây được chân á, trừ cái đường bơm keo đó đâu anh em ơi. Cho nên mình lên đây nó sẽ rất là bất ngờ luôn, nó sẽ không có đề phòng mình đâu. Nhưng mà cái trận này thì bồ mình giết hết trơn rồi, còn có một người một mà nó trốn ở trong kia nữa thì rất là khó bắn nha. Còn bình thường mà khi mình leo lên đây á mà còn 4-5 người á thì mình bắn rất là phê luôn á. Nếu như mà các bạn xem clip mà các bạn thấy nó hay á thì các bạn hãy chia sẻ với bạn bè của các bạn mà chưa lên gank huyền thoại tử chiến được nha, để giúp cho các bạn đó có thể leo gank hiệu quả hơn. Thực sự là mình làm clip này mình chỉ mong là các bạn có thể leo gank được hiệu quả hơn thôi, chứ mình không có bất kỳ một cái ý gì khác đâu. Các bạn xem các bạn leo gank hiệu quả thì các bạn like cho mình thì mình sẽ có nhiều cái lượt xem hơn á. Cho nên mình rất là mong là các bạn có thể áp dụng thì rất là hiệu quả nha. Rồi mình chúc các bạn có thể leo gank huyền thoại thật là nhanh nha. Còn bây giờ xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha.